Vâng, chào các bạn, tôi là Phạm Huấn đây ạ. Tiếp tục chương trình chia sẻ về xây dựng ngày hôm nay, Phạm Huấn xin đưa các bạn cùng đi tham quan một cái mẫu nhà cấp 4 mái Thái với diện tích chiều mặt tiền là 10m và chiều sâu là 13m, tổng diện tích là 130m2. Không gian ở phía trong nhà thì được thiết kế bao gồm một phòng khách, một khu vực phòng ăn, một khu vực vệ sinh và 3 phòng ngủ với công năng và thiết kế rất là hài hòa và hợp lý. Mời các bạn cùng vào tham quan mẫu nhà cấp 4 này. Mọi nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ cũng như phối ghép, các bạn có thể liên hệ tới một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc với phần mô tả để công ty Genhouse chúng tôi phục vụ thiết kế và thi công trọn gói trên 63 tỉnh thành. Giờ mời các bạn cùng vào tham quan mẫu nhà cấp 4 này để thấy được vẻ đẹp và công năng hợp lý của mẫu nhà này. Mời các bạn cùng vào tham quan. Đây là các bạn quan sát, đây là không gian tổng thể của phần sân vườn và mặt tiền ở phía trước đây. Đó. Hệ cổng thì ở phía đằng sau ngôi nhà. Đấy. Ngôi nhà làm là theo hướng nam cho nên là hệ cổng thì ở phía sau. Đó. Hệ mái thì thiết kế là mái Thái và đổ trượt, sau đó là dán ngói luôn. Còn bên trong thì phòng khách làm trần thạch cao, còn các phòng ngủ và phòng ăn thì làm trần nhựa. Đấy, cái màu sơn chủ đạo là màu trắng sữa và một cái màu xanh nhạt tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Đó, mọi nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ các bạn có thể liên hệ tới một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc với phần mô tả để công ty Genhouse chúng tôi phục vụ các bạn trên 63 tỉnh thành. Đấy, phần sân chính ở phía trước đây. Các cái phần của hệ cột này thì được đắp những cái gờ chỉ nổi để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Và ngoài ra thì tất cả cái phần tường này được thiết kế những cái đường chỉ ngang. Đấy, đường chỉ ngang để tạo nên những cái lớp lang, những cái điểm nhấn. Đấy, các bạn quan sát. Đây là cái hệ nhô ra của khu vực phòng ngủ số 1. Rất là rộng và nó thành một cái hệ mái Thái, nó ăn nhập với cái phần mái trên, tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Đấy, và đây là cái phần của cái hiên. Mọi nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ các bạn có thể liên hệ. Đây là cái phần hiên chính ở phía trước đây. Cái phần hiên này thì tương đối là rộng. Diện tích hiên này là vào khoảng 10m2. Rất là rộng. Che chắn cho ngôi nhà và lấy ánh sáng rất là thoáng. Đấy, hệ cửa thì đây là hệ bậc tam cấp đi lên đây. Có 3 bậc tam cấp đi lên. Đấy, và cái hệ cột trụ đây, trụ này là 40, cả cái phần via này là 50. Cái màu sơn chủ đạo là màu trắng sữa và một cái màu xanh nhẹ tạo điểm nhấn. Đây, đây là cái phần hệ cửa thì có một cửa chính và một cửa sổ đều bằng gỗ lim, rất là đẹp luôn. Đấy, mời các bạn cùng vào tham quan phía trong nhà. Đây là diện tích của phòng khách đây. Tổng diện tích của phòng khách này là 25m2. Ngôi nhà thì được đổ mái trượt và dán ngói. Còn phía phòng khách này thì làm trần thạch cao. Còn lại là các phòng ngủ và các phòng ăn thì được làm trần nhựa. Khu vực phòng khách này tổng diện tích là 25m2. Phía trong của phòng khách này là đến diện tích của khu vực phòng ăn và vệ sinh. Đấy, bên này là có 3 phòng ngủ nữa. Đây, một cái bức tranh rất là đẹp. Các bạn quan sát cái bức tranh đắp vẽ nổi rất là đẹp luôn. Bức tranh này là 1,5 triệu một mét vuông. Tổng diện tích của phòng khách này 25m2, rất là chuông chắn, 5x5, 25m2. Và đây là không gian của phòng ngủ số 1. Đấy. Đây là phòng ngủ số 2 và một phòng ngủ số 3 phía trong cùng. Hệ trần là hệ trần thạch cao ở khu vực phòng khách này. Còn các phòng thì đều làm khu vực trần nhựa. Rất là đẹp và thoáng. Đủ kệ tivi và đi vào không gian của các phòng. Đấy, chúng ta sẽ tham quan cái phòng đầu tiên là phòng số 1. Phòng số 1 này diện tích là 13m2. Đấy, rất là rộng và có một cửa sổ... hai cửa sổ và một cửa đi sang khu vực hiên đây, cửa này sang bên hiên và hai cửa sổ nữa. Diện tích 13m2 và hệ trần là trần nhựa. Đấy, khu vực bức tranh đây. Đấy, một cái bức tranh phong thủy sơn thủy hữu tình rất là đẹp luôn.
Đấy, đây là không gian đi vào khu vực của phòng ăn. Và đây là phòng ngủ số 2. Đấy. Phòng ngủ số 2 này diện tích là 12 m². Đấy, cũng tương đối là rộng. Đều thiết kế là trần nhựa. Đấy, cái màu sơn rất là nhẹ nhàng và đẹp. Có cửa sổ thoáng hai bên. Đấy. Và đây là diện tích của phòng ngủ số 3 đây. Phòng ngủ số 3 diện tích bằng phòng ngủ số 2, 12 m², cũng tương đối là rộng, có cửa sổ thoáng. Và có 3 phòng ngủ. Đây là không gian của khu vực phòng ăn. Đấy, đây là không gian khu vực phòng ăn thôi. Còn nấu nướng thì được tách rời ở phía ngoài, chứ không nấu chung ở đây. Mà đây chỉ thiết kế để làm khu vực để bàn ăn thôi. Các bạn quan sát. Và phía trong này là khu vực của nhà tắm và nhà vệ sinh. Đây là cửa thông xuống khu vực nhà ăn ở dưới, nấu ăn ở dưới. Đây, khu vực của nhà tắm đây. Nhà tắm này diện tích khoảng 4 m², tương đối là rộng. Ở đằng sau cùng. Đấy, vệ sinh thì ở phía đối diện luôn. Để làm tách biệt khu vực vệ tắm riêng, nhà tắm riêng và khu vực vệ sinh riêng. Đấy, đây là khu vực của nhà vệ sinh này. Đây là khu vực cửa thông xuống phía nhà dưới. Đấy, khu vực nấu nướng ở phía dưới. Đây là khu vực của phòng ăn đây. Diện tích phòng ăn này cũng 12 m², tương đối là rộng mà cũng làm hoàn toàn trần nhựa hết. Có 3 phòng ngủ, khu vệ sinh và khu vực phòng ăn với diện tích là 130 m². Mọi nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ, các bạn có thể liên hệ tới một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc dưới phần mô tả để công ty Genhouse chúng tôi phục vụ các bạn trên 63 tỉnh thành. Đấy, đây là khu vực của phòng khách đây. Phòng khách này rất là rộng, 25 m², chuông chắn và đẹp. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Vâng, kính thưa các bạn, vừa rồi thì công ty Genhouse đã đưa các bạn cùng đi tham quan một cái mẫu nhà cấp 4 mái Thái với diện tích chiều mặt tiền là 10 m và chiều sâu là 13 m, tổng là 130 m², được bố trí rất là hợp lý. Các bạn cùng vào tham quan. Mọi nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ, các bạn có thể liên hệ. Chúc các bạn tìm được mẫu nhà đẹp và ý nhất cho mình và gia đình mình. Và mọi nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ, các bạn có thể liên hệ tới một trong hai số điện thoại trên màn hình. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào.